Xin chào toàn thể các anh em chơi xe nhé. Thì hôm nay Lý lại tiếp tục lên để chia sẻ cho anh em một clip ngắn về cách dán tem vành của dòng xe Honda Winner nha anh em nhé. Thì các cái dòng xe X-Size ấy thì Lý cũng triển khai và giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi. Các bước dán như thế nào thì Lý cũng đã hướng dẫn cho anh em chi tiết và cận cảnh rồi. Còn dòng Winner thì thật sự là Lý cũng rất là bận, đâm ra không có thời gian làm. Đâm ra hôm nay có một xe X-Size, một xe Winner 150. Đến đây thì Lý cũng bớt chút thời gian để Lý có thể chia sẻ cho anh em một chút về cách dán tem vành của cái dòng Winner này như thế nào, và dán làm sao để cho nó đẹp và thẩm mỹ thì anh em hãy theo Lý nhá. Và trước khi dán thì Lý cũng quay qua sơ qua cái con xe Winner này để cho anh em xem một chút ít là dòng xe này đã, con xe này đã được lên chút đồ chơi nào chưa nhá. Thì hiện tại thì con xe Winner này được mang một cái màu sơn trông rất là đẹp và là thể thao. Đấy, màu sơn da cam nhá anh em nhá. Đấy, màu da cam. Còn được một tay nắm này. Đấy, tay nắm thời trang rất là đẹp của Jizoma. Nhìn trông rất là chất. Đấy. Nói chung là dáng vóc xe thì độ thể thao và độ thẩm mỹ thì rất là cao. Nếu mà để so sánh với dòng X-Size thì cũng chẳng thua kém gì nha anh em nhá. Mà điều đặc biệt và đặc trưng của dòng Winner này thì là 6 số anh em ạ. X-Size thì chỉ được 4 số thôi. Đấy. Còn những bộ phận phanh đĩa thì đều là như X-Size cả. Nhưng khác về phần vành bánh thì là vành bánh của Winner này sẽ được trang bị nhiều nan hoa hơn, và nan hoa nó cũng sẽ thu nhỏ hơn nhá anh em nhá. Rồi, và bu sau thì cũng đã được hạ xuống rất là thấp, nhìn cũng rất là thẩm mỹ bởi vì được hai cái bu anh em ạ. Rồi, hai bu song song nhìn rất là đẹp luôn. Chất. Đấy, chất chơi của giới trẻ hiện nay bây giờ là đều là hạ như này cả. Nhiều con thì sẽ hạ cả cái bu này xuống này, bỏ luôn cái biển số này luôn nhá. Đấy. Thì bây giờ con xe này thì chưa bỏ cái đuôi theo xe. Rồi, bây giờ bắt đầu thì sẽ hướng dẫn anh em dán nhá. Rồi, thế thì bây giờ anh em muốn dán được cái bộ tem vành lên cái vành xe của Winner này thì trước tiên anh em phải vệ sinh sạch sẽ nhá. Anh em có rẻ thì lấy rẻ sạch, còn anh em không có rẻ thì anh em có thể lấy giấy vệ sinh hoặc là giấy bất kỳ để anh em đánh sạch cái bề mặt của cái bộ vành này đi để cho sạch sẽ nhá. Thì anh em tí anh em mình dán nó mới được chuẩn nhá. Đây thì hôm nay Lý sẽ lên cho một em Winner. Đấy, một bộ tem vành của Samurai nhá. Thì nhiều các cái hãng xe hoặc UA hoặc UAV RSX hoặc những X-Size ấy thì được dán lên các cái bộ vỏ rất là nhiều, nhưng mà ở vành ấy thì hiện tại bây giờ mình xem mình thấy chưa thấy có một video nào để dán lên vành nhá. Đấy, thì tem Samurai này thì hôm nay Lý sẽ trực tiếp và làm cho anh em xem. Và trước tiên là cũng thay đổi cái mẫu mã cho các anh em có cái video để tham khảo nhá. Thì trước tiên đấy, anh em muốn dán được lên thì anh em phải xem cái tem này. Đấy, như vành trước nó nhỏ hơn anh em hiểu không? Vành trước nó nhỏ thì anh em mình phải lấy cái tem này, nó phải đúng theo cái kích cỡ của cái vành nha anh em nhá. Đây anh em xem này, nó nhỏ hơn này. Còn mảnh bên này đằng sau nó sẽ to hơn này. Đấy. Còn nếu anh em lấy vành sau và dán với vành trước ấy thì nó sẽ rộng quá và tí anh em mình phải cắt vừa mất việc nhá. Đấy, rồi ok. Thì bây giờ Lý sẽ bắt đầu xé giấy và Lý sẽ hướng dẫn anh em dán tiếp. Đây, trước tiên thì anh em trong cái bộ tem này thì anh em thích
xé tấm nào dán trước thì tùy anh em. Bây giờ Lý sẽ lấy một tấm dán trước này. Bây giờ thì anh em hãy để một đầu của cái tem nhá, anh em xem cái chiều cong này. Đấy, cái chiều cong này anh em đặt theo cái chiều cong của cái vành này nhá. Đấy, thì bây giờ anh em để một đầu làm cố định. Anh em để vào gần mát, gần cái mép của cái vành này thôi nhá. Anh em không cần phải để sâu vào đến tận gần mép lốp này. Nếu vào gần mép lốp thì tới đây anh em mình có thủng xăm, thủng lốp anh em mình móc xăm. Đấy, thì nó cũng sẽ bị rách. Đâm ra anh em mình không cần phải cho gần sát mép này đâu. Anh em mình chỉ cho đến cái đoạn lõm của cái vành này thôi này. Đấy, của cái mép vành này. Anh em đặt cố định một đầu vào để làm chuẩn. Xong anh em lấy cái đầu ngón tay, đầu ngón tay cái này, anh em di đi này. Đấy, anh em di theo cái mép này đi. Đây thì anh em hãy xem thao tác tay của Lý làm như nào thì anh em hãy làm như vậy nhá. Đây anh em xem này. Đấy, nó gần cái mép của cái vành này thôi. Đấy, cái chỗ lõm nhất đấy anh em ạ. Anh em lấy một đầu ngón tay cái này anh em di đi này. Để cho nó vào khuôn đã. Rồi thì cái đoạn trên này anh em mình một lúc anh em mình tính sau. Đấy, bây giờ Lý đã thao tác xong cái mảnh bên dưới này nhá. Đó. Thì bây giờ anh em lấy chuẩn bị cho Lý một cái khò này. Anh em khò vào để cho làm sao cái tem này nó mềm ra rồi anh em bắt đầu vuốt nhá. Anh em mình vuốt hai đầu này trước này. Đấy, đầu này với đầu bên này, còn cái giữa này anh em. Rồi, tiếp đến thì anh em lại chuyển sang vành, cái mảnh vành của đằng trước nhá, ở bên đối diện nhá, anh em lại tiếp tục cũng để vào sát mép. Đấy, cái khâu quan trọng anh em muốn đẹp hay không ấy thì cái quan trọng nhất là anh em mình phải để bộ tem nó phải chuẩn. Thì khi anh em mình dán lên thì tem nó mới được đẹp nha anh em nhá. Rồi, khi anh em lấy được cái chân của cái tem này vào với gần cái mép của cái vành này thì anh em mình bắt đầu lại lấy máy khò anh em hơ. Thank you.
đi. Rồi, hiện tại Lý đã lại tiếp tục dán được lên một mảnh nhá. Bây giờ anh em lại bóc tem. Tiếp tục anh em lại xoay cái bánh lên này để anh em dán theo cái chiều này nó thuận hơn, thuận tay hơn nha anh em nhá. Còn không anh em dán chưa biết chiều thì anh em quay đi quay lại nó rất là khó làm. Rồi hiện tại giờ Lý đã thao tác được cái vành trước rồi nha anh em nha. Đấy, anh em cứ xem như thế là anh em có thể thao tác làm được các cái mọi vành xe của những dòng Honda hoặc Kia hoặc đặc biệt là những xe ga đời mới. Bây giờ anh em cùng thao tác cũng vẫn dán như vậy thôi anh em nha. Bây giờ Lý sẽ hướng dẫn và chuyển đến bánh sau để tiếp tục hướng dẫn làm sao có thể cận cảnh chi tiết nhất cho anh em cùng xem nha. Rồi thế thì tiếp tục anh em lại xem Lý dán cái bánh đằng sau nha. Trước tiên anh em dán ấy thì cái tay mình thuận đấy là cái tay trái này thì làm vuốt như này nó rất là dễ này. Còn nếu anh em mà cầm chiều tay phải này, thì anh em mình vuốt nó rất là khó nha anh em nha. Đấy, cái hướng mà đặt bánh đằng sau để anh em mình phải dùng đến cái tay trái để làm chủ chốt nha anh em nha. Thì trước tiên anh em cũng đặt vào cái mép chiều lõm của cái mép vành này. Cái là phải dỡ à? Đó, bây giờ anh em dán được cái chiều này rồi thì anh em phải chuẩn bị cho lấy một cái máy khò để tiếp tục anh em phải khò nhé. Anh em cũng khò như cái bánh đằng trước thôi, anh em khò cho tem nó mềm ra để anh em mình bắt đầu vuốt. Vuốt hai bên cạnh trước nha anh em nhé. Anh em đừng vuốt vào giữa, anh em mà vuốt vào giữa là tính nó sẽ không dán được đâu đấy, nó căng. Thank you.
tay phanh nhiêu tiền? Tay phanh nhiêu tiền? Rồi ok, anh em nhìn thấy rất là đẹp và chất luôn nhé anh em nhé. Khi anh em mình dán được cái bộ tem này lên trên cái vành này của con Winner này thì nhìn cặp vành nó sẽ nổi hơn rất là nhiều. Bây giờ thì đã đến miếng tem cuối cùng nha anh em nha. Thì anh em xem cái video mà bộ phận nào chưa hiểu thì anh em có thể comment ở dưới bình luận cho Lý để Lý có thể tư vấn cho các anh em, cho các anh em có thể am hiểu sâu hơn về cái cách dán tem vành này nha anh em nha. Còn anh em nào mà có cái ý tưởng nào hay thì anh em hãy bình luận cho Lý và comment cho Lý để Lý có thể Lý làm được nhiều cái video hữu ích đến cho các anh em nha. Giờ hiện tại bây giờ Lý đã thao tác dán được toàn thể cái bộ tem lên cái bộ vành của con Winner nha anh em nhá. Đây anh em nhìn xem rất là cân đối và chuẩn nét. Đấy, rất là ăn khớp luôn bởi vì là cái bộ tem này cảm giác như là đã sinh ra và sản xuất để có thể dán lên con Winner này nha anh em nhá. Nhìn rất là chất luôn và thật sự là rất là đẳng cấp nếu khi anh em mình dán được lên một cặp vành đúc mà được nhiều nan như này, mà cái nan nó là nan chữ Y nhá, nhìn rất là bắt mắt luôn anh em ạ. Rồi, thế thì các kỹ thuật cần lưu ý thì Lý đã giới thiệu cho anh em và toàn thể các anh em rồi. Anh em thấy cái video của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ. Dù đặc biệt anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để ủng hộ Lý nhá.
để Lý có thêm động lực Lý làm thêm nhiều những video mới hữu ích nhất đến toàn thể các anh em. Và các anh em nhớ nhấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của Lý, tới đây Lý sẽ ra mắt các anh em. Cảm ơn các anh em nhé.